Hai, các bạn còn nhớ mình không nhỉ? Rất lâu rồi thì mình mới lại làm cái chủ đề này. Thì thật ra thì mình hôm nay làm lại một cái video cũ mà mình đã làm cái hướng dẫn cho cái bài hát này rồi. Thì tính mà cái video trước có một số các bạn xem xong thì lại hỏi lại. Chắc là mình dạy nó rốt quá. Cách truyền đạt của mình nó kém quá. Thì hôm nay mình sẽ dạy lại bài này một lần nữa. Thì bài này là bài Chúa Yêu Ngài Hơn Cả Mọi Điều, và chắc chắn các bạn đã nghe chị Tina hát rồi. Một người chị rất yêu quý của mình. Bài này thì chơi trên trong D trưởng. Nếu như bạn không thể đánh được hầu D trưởng này, các bạn có thể đánh đô trưởng. Với ngặt hai, các bạn vào cái trang hợp âm chuẩn này, rồi các bạn hạ tông ở đây xuống. Các bạn trừ dấu, nó có dấu trừ dấu, các bạn trừ nó xuống luôn. Cái này các bạn không phải hướng dẫn, nó quá dườm già đúng không? Thì ở đây là chúng ta sẽ chơi trong D trưởng, không phải chơi đô trưởng nhé. Thì cái video lần trước ấy, mình chia sẻ với các bạn về cái điệu giải cũng như là cái điệu quạt của nó, nhưng mà có một số các bạn thì cảm lại không học được. Thì cái video này mình Lộc sẽ làm lại nhé. Lộc sẽ làm lại thì hôm nay Lộc sẽ dạy các bạn hát tiếng Anh luôn nhé. Tiếng Anh đi. Thì ở đây cái bài này thì chúng ta sẽ chơi bằng điệu ballad, không dài dòng, không nói nhiều như video khác nữa, mà sẽ nói tóm lại ballad. Thì để hát nhẹ nhàng nó sẽ giải từng nốt một. Và để cho mạnh mẽ hơn nó sẽ quạt. Thì sẽ như thế này. Chúa yêu Ngài hơn cả mọi điều. Hoặc là còn giải thứ hơn nữa thế này. Chúa yêu Ngài hơn cả mọi điều. Đấy là tùy các bạn. Đấy, nhấn nhá sau đó là cách hát, các biểu diễn các bạn. Thì ở đây cái này nó đã có hợp ứng sẵn cho ta rồi, nó sẽ lên đây xem và nó sẽ hướng dẫn các bạn nhá. Thì cái thế tay của nó cũng sẽ có ở trên đây luôn này, sẽ có ở đây luôn, thì các bạn cũng xem ở trên đây luôn. Thì nó sẽ chia sẻ, các bạn sẽ dùng cái hợp ứng sau này, có dây trưởng nhá, vòng dây trưởng này, có dây trưởng đã đúng không, có la trưởng này, la trưởng, dây trưởng, la trưởng, dây trưởng là ba này là không này, ba đầu tiên là không, 2 3 1 nhá. Na trưởng này 0 0 2 2 2 0. Rồi tiếp theo là si thứ nha. Ta nếu các bạn biết đúng la thứ rồi ấy, không la thứ thì các bạn sẽ thấy là đây là la thứ này, đẩy lên hai nhá, và đã có si thứ bị con trỏ lại, sẽ là 2 2 2 2 là 4 4 3 2 nhá. 2 2 3 2. Rồi trong dây trưởng có những hợp âm gì nữa nhỉ? Có son trưởng, son trưởng 2 3 2 0 0 3 3. Đấy, hoặc các bạn có thể bấm son trưởng ngày xưa như thế này, tùy các bạn, hoặc là bấm thế này. Đấy, hoặc là son trưởng đây, son trưởng này là 3 5 5 3 4 3 5 5 4 3 3. Ok chưa? Đấy là son trưởng. Rồi nó sẽ có những cái khác nữa, đó là gì nhỉ? Có mi thứ này 0 2 2 0 2 2 0 0 0 3 0. Đấy chưa? Rồi tiếp theo có pha thăng thứ. Pha thứ thực ra nó là mi thứ, các bạn nhớ này, mi thứ này, đẩy lên 2 là pha thăng thứ. Đọc nó sẽ là 2 4 4 và 3 con 2. Đúng rồi, đúng rồi. Hợp âm đã có trên này, và mình tin là các bạn đã muốn chơi guitar này, các bạn đã biết cách bấm hợp âm rồi. Mình chủ yếu trong video này mình sẽ dạy lại các bạn giải và quạt để các bạn không phải hỏi lại nữa tại sao là mình dạy dốt đến nỗi mà cái video trước các bạn học lại không hiểu gì nhá. Rồi nào, ở đây đấy thì cái bài này nếu các bạn hát được cao ấy, các bạn có thể kẹp đây và vẫn chơi dây nhá, thậm chí các bạn có thể kẹp đây và chơi dây chẳng có sao cả. Mình thử kẹp bên 4 đi, mình chơi đi. Mình hát hẳn nắng. Chưa. Hát cho nhẹ nhàng đi, còn hướng dẫn nhá. Nào, dây trưởng này. Câu đầu tiên nhé. Chúa yêu Ngài hơn cả mọi điều này. Nô siêu mô sẽ đến đi tìm. Nô mò sẽ đến thì
mà chưa nhiều. À, chưa như vậy đâu. You more than more than anything. Thinh sai không ạ? More than anything. Dễ bắt là ta đánh xì thư chờ vào son đánh gạt dễ mi thư xong về ta. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 bắt 1 2 3 bắt 3 2 1 nhờ dễ vậy thôi mà. Dễ tay ta vào ngã chương sàng gì mình đang đánh C7 không đánh C thứ C7 vào son đánh gì mi thư dòng về la. Ok la la rồi giải đấy là hai câu đầu nhá, ta có thể giải thưa như vậy. 3 3 2 1 bạn đếm thế nào được, quan trọng là đánh được thế nào. Cái trò giữa a bút, cái trò giữa a bút tầng 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 đổi đổi hợp âm thì các bạn phải đổi đúng dây bát nhé, đổi na này, đổi đúng dây bát là được. Bát đấy, bát là dây số 5 nhá. Chưa luôn yêu mồ rẽ nên thì tìm gì son ta la you more than go mê dê chồng mi thư dòng về la and anything. Ok nhá, rồi đến đây là hai câu đầu. Hai câu sau các bạn chơi dày hơn một chút, chơi dày hơn thì các bạn có thể giải như thế này. Giải 3 3 2 3 1 2 3 2 nếu như các bạn nào học guitar một thời gian rồi các bạn thừa biết cái điệu này. 3 3 2 3 1 2 3 2 tần 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 đấy. Bát 3 2 3 1 2 3 2 bát 3 2 3 1 2 bạn có biết bát 3 là cái gì không nhỉ? Bát là dây bát, 3 2 3 là dây 3, dây 2 rồi dây 3 1 và 3 2 3 đấy nằm lại. Bát 3 2 3 1 3 2 bạn nhớ là 1 2 3 4 5 6 dây đúng không? Bát là 3 dây đầu này, bát nhớ là đúng dây nhá. 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 đấy, nó đi nó lại nhiều quá thì vào, nhưng mà để nối vào thì mình sẽ phải có một cái tí biến tấu một tí thì mình sẽ nối như thế này này, mình sẽ nối như này nhá. Nào more than anything biến tấu một tí này vào dây này. No you everything to me. Thì cái này đấy các bạn phải bắt chước theo mình thôi nhá. Thì cái này nó là cái quá trình học đàn, cái biến tấu này các bạn bắt chước theo mình thôi. Thì cái này nó là cái quá trình học đàn rất lâu rồi, nó đã tạo ra cái này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái này nhá. More than anything. Đấy, biến tấu này quằn cái more than anything quạt nhẹ thôi, quạt nốt you everything to me, everything to me. I will ever let you go, never ever let you go. Thế này, mình son này. Son ta đánh gì thưa đúng không? Mi thư son về na. Ai quạt nhẹ cái lô dê trường yêu every tháng thứ đến xì thư nhanh này. I will never let you go. 3 3 1 2 3 3 let son vẫn bảo la 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 về dê vào đây quạt quạt này. Your love is higher, higher than the mercy deeper, deeper than the earth.
rồi, mình sẽ dạy bạn cái điệu này luôn mà không dạy nâng cao hay cơ bản gì cả, mà dạy luôn cái điệu này nhá. Điệu này nó sẽ này. Your love is higher. Your love is higher. Tức là mình sẽ dùng cái tay trái này để ngắt cái nhịp tay phải. Nó vẫn là ba lát này. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên. Mình ngắt nó lại. Your love is higher, your love is higher. Xuống, xuống, high. Thấy chưa? Mình ngắt bằng cái tay trái này. Xuống. Tức là khi các bạn chuyển gam thì các bạn ngắt. Your love is higher, higher than the heaven. Và heaven mình cũng làm như vậy, cũng đến chữ heaven, chữ vần nhận na trưởng mình cũng sẽ ngắt này, đến na trưởng này, ngắt được vào na trưởng. Heaven, đấy, ngắt được vào na trưởng. Your love is deeper, deeper than the earth. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy deeper, deeper than the earth. Rất nhẹ nhàng thôi. Your way is wider, wider than the ocean. Xuống lên xuống, nếu như bạn không đổi âm. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Nó có thể sẽ rất khó, nhưng mà các bạn phải bắt chước theo mình thôi nha. Bắt chước theo mình, dùng cái tay của mình mà làm. Nếu các bạn đã học ballad rồi, đã từng tập các điệu ballad rồi thì cái này rất là dễ, không có gì khó cả. Vào nha, cho lớp nha. Đầu tiên ta đánh tròn sáng si thươi về là trường. Và ta quanh tròn si thươi thanh là. Mọi người vẫn là như vậy. Cho quay dễ trước vào sai đánh tròn quay được dễ na đánh gì giờ hàng đến gì đây là câu dặn người ai quên never let you go son đánh ta về dễ. Ở đây nhá, cái câu dặn này mình sẽ nhấn nhắc bạn một chút nè. Your way is wider bạn dồn các âm nó vào bát một chút để nó lấy ra cái màu của âm pha thăng, nó rất là nghe rất là ngầu. Yeah. Oh, đó, mình nghĩ là các bạn có thể hiểu được, đặc biệt là các bạn đã từng chơi bài này với cái tần suất ở cái mức độ chơi được cơ bản được. Nào, mình sẽ làm lại cái phần điệp khúc này tí nhá. Bây giờ mình sẽ mô phỏng lại toàn bộ bài hát nhé. Vào tiếng Anh cho nó ngầu nhá. No, you more than anything. You more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, ever, ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your love is deeper, deeper than the earth. Your way is wider. Oh,
Đấy là toàn bộ bài hát như vậy. Thì nếu bạn cảm thấy khó đấy thì bạn cứ chơi càng thưa, càng ít nốt, càng cứ chơi ở cái mức độ là ít nốt nhẹ nhàng đấy, theo cái cách mà các bạn thường chơi đi nhá. Theo cách bạn vẫn thường chơi, các bạn vẫn thường vẫn thường đánh đi đấy, vẫn thường chơi ở hội thánh đi thì nó dễ cho các bạn đi nhá. Không cần phải quá nâng cấp rồi tự gói ép bản thân mình làm gì, bạn cứ chơi như này cũng được. Chơi này mình mô phỏng này, bạn đánh này D nhá, C 2 3 4 lên là sang đánh người gì cứ thưa đấy không đấy, cứ gảy như vậy. Quan trọng là cái nhịp các bạn giữ được, một nào bốn các bạn giữ được đấy, chơi đến nhỉ. Never ever let you go, never ever let you go. Đấy, toàn bộ bài hát đó cứ chơi thưa như vậy cũng không sao cả. Hoặc là các bạn có thể quạt toàn bộ bài hát, quạt này, quạt. Lord, you more than anything. Cứ xuống lên thôi, xuống lên đây mà quạt dễ lắm. Lord, you have it to me. Đấy, cứ vậy thôi. Đấy, còn điều khúc còn mạnh hơn. Is higher. Thấy không? Rất là dễ. Chung quy là chơi dễ nó có cách dễ, chơi khó nó có cách khó, nhưng mà mình thấy nốt nhạc đẹp nhất và hay nhất với cái cách chia sẻ của Lộc đó là đoạn đầu tiên các bạn thấy chơi ít thôi, chơi ít 1 2 4 low you more than anything. Chơi như vậy. Đấy, xong rồi đến cái đoạn tăng lên thì các bạn chơi là tăng lên, các bạn nhớ là you more than gold, more than anything. Tăng lên này. Đấy, nốt thì các bạn quạt này. Thing. Quạt mạnh đi. Lord, you everything to me. Đánh dày này. I will never let you go, never ever let you go. Thì cái thì nó cái phách, cái nốt nó tăng, nó đúng, nó đủ theo cái cấu trúc, cái tính chất, cái lời cái ý nghĩa của bài hát ấy, thì nó sẽ perfect hơn, nó sẽ hoàn hảo, nó sẽ phù hợp với cái gì mà cái người sáng tác ta muốn. Và thực ra khi bạn thờ phượng ấy mà các bạn đánh đúng với cái tiết tấu trong cái trái tim của bạn, nó sẽ rất là đúng. Còn hơn là các bạn cứ quạt từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối lại đều cùng một cái tiết tấu, không nhanh không chậm gì cả, không dày không mỏng gì cả, nó bằng bằng như vậy thì thực ra thì nó không đẩy được hết cái cảm xúc ấy. Tức là cái đàn này nó không hỗ trợ các bạn đẩy hết cảm xúc lên, thì thực ra thì học như vậy thì là chỉ là có người mới tập thành thôi. Nó chỉ khó cái đoạn này. You more than gold, more than anything. Đây này. You everything to me. Đấy, các bạn mà lối như mình là ok rồi. Đấy, xong đoạn này. I will never let you go, never ever let you go. Sắp qua này. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Đấy, các bạn làm như mình ấy thì nó sẽ rất rất là perfect khi các bạn đàn và hát và để đàn người khác hát, nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Và mình chúc các bạn sẽ làm được cái điều mà mình vừa làm. Thì các bạn hãy xem lại video này và tập đi tập lại cái cách mà mình chơi cái bài này nhé.